đạp cửa nam thần, hết mình xông pha, thông minh sắc sảo. Hãy cùng chào đón khách mời của Bảy Nụ Cười Xuân, vị mẫu diễn viên Trần Nguyễn. Cùng chờ xem họ sẽ mang đến cho sân khấu hôm nay những bất ngờ gì nha. Hoài đừng có làm vậy, chỗ làm tự nhiên ghẹo hoài rồi nha. Không phải, em sợ mấy bé ăn hiếp anh, em binh anh mà. Bảo vệ kiểu làm người ta khiếp sợ mà. Thôi bây giờ anh mời đội trưởng ra để mà phân rõ ràng chuyện này. Xin mời đội trưởng Trường Giang. Cả là hãng hả? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, trong lúc làm việc đừng có tình tứ ở đây. Oan quá. Oan cái gì? Hai người yêu nhau đúng không? Bây giờ, không có chuyện đó đâu. Cô nếu là không được thì nghỉ đi. Không có tiếc gì hàng không nào mà lùn như cô hết trơn. Nhìn đây nè, Nguyễn Thị Lệ, nam em. Thấy chưa? Quá đẹp. Không cần phải nhảy. Mặc bài đồ như hai giọt nước. Đây nước mưa nè, nước mắm nè. Mời thợ bảo trì. Tiến luật. Nói là mình nói là nói bảo trì cho vui thôi, chứ ai đã từng đi tàu lửa biết, mỗi lần đi ngang đường mà có rào trắng là có một người ra đứng cặp cỡ. Đó, nhiệm vụ tôi quan trọng lắm, đừng có giỡn nha. Đó, quan trọng lắm. Và sau đây xin giới thiệu tiếp viên hàng không chuẩn quốc tế Harry Won. Biết điều gì là tốt. Trời ơi, cũng làm chung đội cầm cờ với tôi mà ra giới thiệu. Hay ghê lắm trời. Sau đây xin mời một nhân viên mới, chuẩn phi công Thu Nguyễn. Thuận Nguyễn. Trời ơi trời. Lùi lại, lùi lại. Đó, bên này là bên villa đó. Đây là đội tiếp viên hàng không 5 sao, bay là đến. Bên này là đi là đón. Nhìn qua đây, nhìn qua đây. Nhìn qua đi. À, đây được. Cơ trưởng, dạ. Cơ trưởng, cơ phó, tiếp viên trưởng và tiếp viên còn đây. Đây, nhân viên soát vé. Nói chung là cái người đẹp á, mặc cái gì vào cũng thấy đẹp. Vẫn hạnh diện bạn bình thường, cứ bình thường. Đúng rồi, chính vì vậy mình phải đẹp từ bên trong đẹp ra. Đúng. Ngày hôm nay em đến với chương trình với mong mỏi như thế nào? À, thật sự ngày hôm nay đến với chương trình thì em mong mỏi là chỉ vui vẻ với mọi người thôi. À, cái công việc của em hiện tại thì nó phát triển nhiều chưa? Dạ, phát triển nhiều. Hiện tại thì em đang diễn kịch tại sân khấu Thế Giới Trẻ chung với anh Luật luôn. Chào đón Thuận đến với chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Cảm ơn quý vị đã đến với Bảy Nụ Cười Xuân. Hey! Hỏi này, hỏi dạng như là bây giờ Chú Thế Vinh vẫn còn hận cô phi công cũ đúng không? Anh hiểu cho em nha Giang. Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Kính thưa quý vị thân mến, như vậy là bây giờ thì trước khi đến với cuộc trò chuyện nguy hiểm, chúng ta sẽ đến với phần ừ đúng rồi. Hỏi bất cứ điều gì, yêu cầu bất cứ điều gì, trả lời luôn luôn là ừ đúng rồi. Thử thách ừ đúng rồi. Các thành viên sẽ chia cặp thi đấu khẩu đối kháng với nhau. Người đầu tiên sẽ nói một câu, người đối diện sẽ phải đáp lại ừ đúng rồi. Nếu ai không thể chấp nhận được câu nói thách đố và từ chối trả lời ừ đúng rồi sẽ bị thua cuộc. Thu Nguyễn và Lâm Bi Dạ một cặp. Gà chiến của anh Lực. Tôi và Lương Trương Thế Vinh được không? Trương Thế Vinh và Nam Em một cặp. Tiến Lực và Harry Won một cặp. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mời
Tiến Luật trước đi. Mời anh. Không, em gái hỏi trước. Mời anh. Em con gái hỏi trước. Anh có thể hít đất 5 lần được không? Nhưng mà trên anh có em ngồi. Sẽ không sao chứ anh hả? Sẽ không sao chứ anh hả? Thôi 3 lần đi em, thấy anh có tuổi nên thôi giảm 3. Thua kệ. Thua là dạ, trời mới vô thua luôn. Trời ơi trời, thiệt đàn ông cái gì. Thôi mời nam em Trương Thế Vinh. Hỏi chứ ha, bạn gái cũ anh làm tiếp viên hàng không đúng không? Không, làm phi công. À, làm phi công hả? Ừ đúng rồi. Đứng cái bên luôn nè, đứng cái bên luôn nè. Bạn gái mới cũng tiếp viên hàng không. Nghe nói bạn gái mới của anh là Lâm Mỹ Dạ đúng không? Tại vì em hỏi xong giờ anh hỏi chứ tự nhiên... Hàm hố à. Được nước qua, dạ, xấu hổ. Sai. Mày hỏi này, hỏi vậy như là bây giờ Trương Thế Vinh vẫn còn hận cô phi công cũ đúng không? Tụi mình anh hỏi đúng không? Bắt lấy tàu, mình sai quá. Anh nói em hôn môi thuận miệng chắc không sao đúng không? Sao giờ gần thì không nói sao quá vậy? Tại vì câu hỏi của anh nãy hay quá. Sao? Giờ sao nè? Không, tụi em có hôn nhau rồi mà. Thì rồi, thì làm lại đi. Thì mà em không nhớ hả Nam em? Nhớ, nhưng mà là làm lại hả? Ủa, ừ là phải làm lại luôn hả anh? Ừ là phải làm cho em. Em thấy không? Thì có gì đâu em. Em ừ luôn đi. Không có bạn trai cho nên không phải lo. Ừ đúng rồi. Mấy tấm số chưa được, mới số đầu tiên được. Bên đây cả cực khổ chương trình mới vô. Mới vô đó. Thôi cho nó về luôn đi. Cho nó về luôn đi, bác lái tàu ơi. Đi về. Không sao đâu, lát rồi để em nói cho em. Được rồi. Còn con gà chiến, để tôi. Rồi, mời em. Giờ anh hôn môi Lâm Vĩ Dạ chắc đồng ý không? Ai à, yêu cầu ơi. người ta ừ tới người ta yêu cầu lại mình không ừ là mình dở. Đúng rồi, dở lắm á. Gái chịu rồi. Ơi đúng rồi. Em đừng có làm gì cho anh, đừng có bớt sợ được không vậy? Các bạn cứ bình tĩnh, chỉ cần Lâm Vĩ Dạ đứng im và im lặng tôi không có sợ. Nè em cứ bình tĩnh, em nhắm mắt lại đi rồi. Em phải làm cái nét gì đó gợi cảm anh mới có hứng thú anh hùng chứ ngộ. Mò nha. Mò nha. Phải có tròn đó. Trời ơi. Dạ, dạ đang vệ sinh môi kìa. Cái show này em lời quá dạ. Đi ra lẹ đi anh ơi. Lẹ đi. Anh đừng có nhắc. Đừng có đi. Trời em đứng nè anh. Rồi. Im. Bây giờ anh muốn cái môi trên của em giữ chặt cái môi dưới của anh Giang 3 giây. Em làm được hay không đây? Đó nè, cái này mới ghê nè. Đó nè, nè. Sao đâu? Đi vô được không? Đau bụng quá. Xíu nha. Ê, mày bắt lấy tàu. Cầu được ước thấy rồi hồi nãy. Bỏ liền. Hôm nay mày phải tập trung cho khách mời. Thắng thua, anh em mình thắng thua để được gì? Ủa sao anh nói nhiều vậy? Em đâu nói em thắng đâu. Em sẽ nói là không đúng rồi mà. Tại sao anh phải giải thích? Bị em thua.
Rồi tội nghiệp bác lái tàu bị tạt một gáo nước vô mặt chứ bộ. Sao anh nói nhiều quá vậy? Em không đồng ý mà. Hồi nãy giờ chưa nói gì hết, tự mà mình không nói không à. Thôi anh chơi gì chơi đi. Bạn ơi vô đây còn trận chiến kinh điển nè bạn. Tránh ra. Thích. Anh thích hả? Anh nhận hồi hộp chưa? Gà mới là thành gà trống rồi đó. Rồi em là khách mời, em được quyền hỏi trước. Thôi em nhường chị dạ hỏi trước. Thôi em khách mời mà. Dạ. Em nhường là em sai rồi đó. Dạ. Mồ hôi đầm đìa quá. Chị dạ có thể nhảy sexy dance trong vòng 2 phút được mà đúng không? Trời dễ quá em ơi. Em dạ, chết dạ. Rồi trời. Nó khinh địch rồi, nó khinh địch rồi. Không có ai mà đi bắt người ta làm cái chuyên môn hết trơn. Ủa vậy luôn rồi. Dạ. Nhưng mà có thu hút được không mới là điều quan trọng á. Dạ là vậy, nhảy sexy mà làm cho người ta phải chết đi. Chết luôn á. Chết luôn. Dạ không, mình sống lại. Chị là chết rồi. Chia buồn cùng gia đình em nhé. Thuận Nguyễn à. Dạ. Nếu bây giờ chị muốn anh Trường Giang đá vào mông em thiệt mạnh, em cũng đồng ý đúng không Thuận Nguyễn? Sao anh Giang? Ừ đúng rồi. Thiệt á, anh nói thiệt cho em nghe. Năm em là một đứa em mà tụi anh cưng lắm. Cưng mà cưng đến nỗi mà cưng đến nỗi mà gọi là không dám làm cho em nó phải bị một cái gì. Mà em lần đầu tiên em tới đây, chưa gì hết là em nuốt chửng rồi đúng không? Em chụp vô cái miếng thịt bò của anh rồi. Em quay lại đi. Hậu quả khó lường. Em quay lại đi. Hậu quả. Năm em né ra em. Chứ để nó có cơ hội nhảy vô thôi, em cũng vậy. Đó, thấy không? Giang ơi! Sao yêu cầu có một cái vậy? Nhíu luôn, em muốn nhiều cái luôn à. Ba một phát. Tôi thấy có sự nhíu nhẹ. Thế bạn kia chạy mồ hôi quá trời. Tội nghiệp nhỏ, lâu lâu chơi bị ân hiếp quá. Chị nghe đấy. Anh Giang nói rất em đau quá. Ừ đúng rồi. Chưa hỏi mà. Quá. Không phải đâu, không phải là câu hỏi. Mọi người có xác định nó được là câu hỏi không? Đó không phải là câu hỏi nha mọi người. Nè, không nói là vậy đó. Cái câu hỏi á, không phải là có là đúng hay là không. Câu hỏi là do chị nhắn. Chị già. Anh già đó em đau quá. Thôi em mới tâm sự rồi, cái đó đâu phải là câu hỏi đâu anh. Trong chương trình này không có thời gian để tâm sự. Ok. Không sao em có quyền thua. Nãy nó có ăn hiếp gì anh Lực không? Không, nó dễ thương với anh lắm, nhưng mà em cứ ăn hiếp nó đi. Dạ. Dạ. Bây giờ chị có thể yêu cầu Harry Won tát vào mặt em một cái thiệt mạnh, em cũng đồng ý đúng không Thuận Nguyễn? Anh nhỏ đẹp thôi mà có tội tình gì đâu. Đúng rồi, thôi đừng làm vậy. Tự nhiên kêu Harry Won tát thằng nhỏ, sao không kêu Trương Thế Vinh? Đàn ông tát mạnh hơn. Ừ đúng rồi. Trời. Sao bắt mình vậy trời? Trả thù cho các anh đi chị. Trời, lần đầu tiên gặp đó. Kệ nó. Gì đâu. Lần đầu tiên gặp thì bây giờ mình gây thù trước quán với nó đi. Kỳ quá. Tát mạnh nha. Thôi em nhẹ. Tát mạnh hay nhẹ là quyền của em. Ôi mà đẹp trai quá sao đánh anh. Được hết á. Nó đẹp trai mới đáng quánh. Nó đẹp trai anh mà em phải quánh chứ. Ây, nhắm mắt lại. Thằng em. Nhắm mắt lại. Đáp bên đây. À, trời ơi, đừng có nhìn. Trời ơi, nhìn em không đánh được luôn á. Trời ơi. Ta đi. À, không thích kìa. Bây giờ tát không muốn làm cho chị hung gái chịu à. Tát vô nha. À, đừng nhìn. Đừng bấm mê trai hơn tôi. Nhìn phía trước đi. Nhìn phía trước đi. Nhìn phía trước đi nè.
Xin lỗi nha. Trời ơi, cái má nó rung rung. Cái má rung rung luôn chứ bộ. Người Hàn Quốc không phải đơn giản. Thôi đừng nhìn. Dễ sợ thiệt. Rồi, tiếp đi. Em hãy trả thù chị đi. Chị chấp em luôn. Chị tát một cái thật mạnh vào mặt anh Giang được mà đúng không? Được mà, đúng vậy. Tất cả là tại em hết. Ngài ngu. Dạ, em xin phép. Anh hiểu cho em nha Giang. Này Giang. 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 Bóng tuyến, bóng tuyến. Đi cấp cứu, cấp cứu. Trời ơi, đi lên rồi. Bỏ ra để cô. Đam mê hô hấp nhân tạo. Đam mê hô hấp nhân tạo liền lẹ đó. Hô hấp, hô hấp. Dạ. Trời ơi. Em quá đánh mà em đau dễ sợ luôn. Em ghê quá vợ. Em đau. Em không hổ danh là vợ chiến. Đó là một cú tát của thành viên cũ nhóm trường Giang. Đau lắm Giang ơi, tôi hiểu cảm giác đó mà. Ôi em nó tát xong hai dòng lệ em nó tuôn rơi. Từ bây giờ đến cuối đời tôi sẽ không tốt với ai nữa. Tôi sẽ tốt với chính mình mà tôi. Anh có muốn trả thù gì không? Để anh ra khỏi cuộc đời em đi vậy. Thuận Nguyễn à. Nữa hả? Hỏi hoài vậy. Bây giờ chị muốn em liếm chán anh Tiến Luật được không? Con gà chiến anh nuôi bao nhiêu năm bây giờ mới quay ra em đá anh luôn hả? Em thích em làm, em thích đó thôi. Tôi không làm, ngưng cuộc đó, chơi. Đúng rồi đó. Là em thua. Em thua. Cái trái của anh kìa. Đâu phải muốn vô cái sân bay này là vô đâu. Trời ơi, bài đắc ừ đúng rồi là chi. Hại lẫn nhau. Bây giờ thì chúng ta đã vượt qua cái phần này rồi. Bây giờ đến một phần mới. Phần mới này có tên gọi là cuộc trò chuyện nguy hiểm. Dạ. Mẹ em tên gì? Mẹ em hả? Ừ. Ủa, biết chi vậy? Sao anh cứ dụ tao hoài anh Giang ơi? Anh ơi, để làm gì vậy trời? Harry. Sao em, vậy? Em thích chị từ lâu lắm rồi. Ủa, Thượng Nguyễn, em biết mẹ của Harry tên gì không? Dạ, em không biết. Cuộc trò chuyện nguy hiểm. Mỗi người sẽ có một cái băng đô trên đầu. Trên đây có một cái nội dung về một câu nói. Chỉ mình không thấy câu đó, còn tất cả mọi người còn lại đều thấy câu đó. Những người xung quanh sẽ bằng mọi cách hỏi hoặc trò chuyện hoặc ép chúng ta nói làm sao để trùng khớp với cái câu ghi trên đây. Khi đó người đó sẽ bị thua và sẽ bị tất cả những người còn lại đánh bằng cái búa này. Dĩ nhiên họ không dừng cuộc chơi, họ vẫn tiếp tục chơi để làm sao để những người kia sẽ bị như họ. Hiểu rồi, mọi người hiểu chưa? Hiểu rồi. Rồi, okay. Chỉ có một mình không thấy câu của mình mà thôi. Ok. Chưa hiểu lắm á nha. Ai chơi trước rồi? Ok. Nghi Thuận Nguyễn bị quýnh trước quá. Trời ơi, chắc tới mình nằm em quá. Không thấy đâu em ơi, đừng cố gắng, đừng cố gắng. Rồi còn anh nữa, anh cũng chơi mà đúng không? Rồi, ai lọt giùm tôi đi. Đây em lọt. Rồi, mình cho chị thoải mái đi. Nè, anh giải thích với em trong cuộc sống này không phải cái gì cũng tốt đẹp và không có gì cũng qua đi. Những cái gì còn là những gì đau đớn nhất, những gì sẽ tự di vãng là đã không đâu bằng. Những cái gì
chót chót cho đi thì không còn có nữa, bởi vì người đến tình đến tình đi, tình chạy tình đi, tình còn lại, tình còn lại, không tình còn lại. Em có biết anh nói gì không? Dạ không. Nhưng mà hai anh nói là không có đúng. Em phải giải thích cho anh hiểu. Anh hiểu không? Cái vấn đề đó là như thế này. Có khi nào anh Luật nói về bộ phim thì anh nghe thì nói về cuộc sống. Thì nói chung là hai cái đó là... Nhưng mà em có biết cái đó không? Không, ý là nó là cái... Anh hỏi em, đừng trả lời anh. Không, em biết, em hiểu, nhưng mà em đang tìm cái từ để em giải thích cho anh hiểu anh không? Đó cái là... Nè, là cái gì nè? Cái đó là giống cái phim mà Châu Tình Đi đóng á. Dạ biết, đúng rồi. Em biết phim Châu Tình Đi đó không? Dạ hiểu, nhưng mà... Không biết không? Cái phim mà cầm cái phim mà Châu Tình Đi đóng mà gần đây nhất á. Em chỉ trả lời em biết hay không thôi. Để anh giải thích tiếp. Cái phim mà... Để em biết. Cái phim mà Romeo Juliet gì đó. Đó. Trời ơi. Sao vậy? Nhỏ này nó... Gì cái nè? Cái phim Romeo Juliet. Nè Nam em, hãy nói một từ về cái con người này cho Nam em. Tào lắm. Không, vậy là cái phim... Nè, để anh. Đi tên đó. Bây giờ trả lời cho anh biết đi. Cái bài hát gần đây nhất em hát là bài gì dạ? Dạ. Cái bài hát gần đây của em nhất á, em hát là bài gì dạ? Bài hát đó chưa ra sao biết. Mới vừa rồi á. Mới vừa bài rồi hát, bài hát tên gì dạ? Bài hát tên gì... Em biết là em cũng là bà nội của anh đấy. Em không biết. Anh Giang này cứ dụ dụ nó hoài. Mẹ em tên gì dạ? Dạ. Mẹ em tên gì? Mẹ em hả? Ừ. Ủa biết chi vậy? Sao anh cứ dụ nó hoài anh Giang ơi? Rồi để làm gì vậy trời? Harry. Sao em, vậy? Em thích chị từ lâu lắm rồi. Ủa mà thử mẹ em biết mẹ của Harry tên gì không? Dạ em không biết. Mẹ em biết mẹ của Harry tên gì không? Dạ em không biết. Ủa anh lo vậy? Em với anh chơi thân với nhau lắm mà anh kỳ hay. Khùng quá, trong đây thân ai nấy lo mày ơi. Ủa như vậy có được chơi tiếp nữa không? Chơi tiếp, em gài người ta tiếp nhưng mà coi chơi. Anh mới dụ được đó, anh mới dụ được đó. Còn em thì coi chừng nha. Bây giờ tới em nè. Rồi, Thu Nguyễn là người thua cuộc đầu tiên. Tháp băng đồ ra để người ta phân biệt. Bây giờ anh hỏi nè, họ tên đầy đủ của chồng em là gì? Anh Giang dụ người ta hoài. Em nói đi, anh cho em 1 triệu. 1 triệu em không có bán. 5 triệu. 5 triệu không có bán. 100 triệu. Tí thì chơi. Giờ cho hôn cái được không? Trời đất ơi, thôi. Giờ cho hôn cái được không? Trời đất ơi, thôi. Chị Harry, em cũng quay lại vấn đề. Hồi nãy anh Giang á, hôn chị 1 cái, 1 tỷ. Chị không chịu, nhưng mà em cho 2 tỷ, chịu không? Ê, đừng có vũ nha. Nhưng mà em cho 2 tỷ, chịu không? Ê, đừng có vũ nha. Bây giờ anh nói em nghe nè, nhìn anh nói em nghe nè. Chuyện tình yêu, qua đây anh nói em nghe, chuyện tình yêu là không có gì thay đổi được, cũng không có gì bất đi. Tất cả chỉ còn lại đã vĩnh viễn. Người phụ nữ đến, người phụ nữ khác đi, người phụ nữ đã lại về, không có gì phải buồn phiền hết. Rồi anh cũng sẽ về bên em, rồi người ta cũng sẽ đi ra nữa, hiểu không? Không. Sao? Rồi còn 3 người, đúng không? Còn 3 người thoát rồi. Còn 3 người là ai? Đấy, ba chúng ta. Còn 3 chúng ta thì Giang phải nói đúng thiệt, còn 3 đứa tàu lao mà ta quên luôn. Còn 3 đứa đó, những đứa tàu lao đã mất hết rồi. Ủa nhưng mà Nam em nó hên quá, tôi vô duy nhất mà tôi im. Nam em với lại cho nó danh sống lâu quá vậy. Hả? Hết rồi, dừng ngưng rồi mà. Đó là cái em là dễ bị nhất, là cái chữ em là dễ bị nhất. Tại vì em biết rồi cho nên em bị làm vậy. Em biết chữ gì mà em biết? Vô duyên. Vô duyên. Bây giờ anh nhắc em lại 1 lần nữa. Em là người chiến thắng cuối cùng. Thì em mới hỏi đó. Em sẽ bị hình phạt. Ủa gì kỳ vậy? Làm sao? Làm vẫn chơi hết luôn mới chịu hả? Đó, chơi tới hết luôn. Bây giờ không còn chần chờ gì nữa, chúng ta phải vào ngay cái phần game vận động không thể không cười trong chương trình 7 nụ cười xuân. Cái gì vậy? Lùi lại chiêu. Ôi dạ. Sao
Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Trò chơi của chúng ta có tên là nhô lên thụp xuống. Ít người đã diễn sẽ là trò chơi thử thách của ngày hôm nay. Chia làm hai đội, thời gian 2 phút. Từng đội chơi sẽ trổ tài. Hai người ném banh, một người hướng banh trên bục tròn. Trong 2 phút, người chơi tìm cách ngoi lên, bảo vệ trái banh không bị rớt và thảy trái banh vào trong chậu của người hướng. Đội còn lại xoay bục tròn để đội chơi ném banh không trúng đích. Ai sẽ làm chủ cuộc đua? Chúng ta cùng chờ xem nha. Nè em, Bóc Tâm. Số 2. Số nào hãy về với số đó. Nào team đẹp qua đây, team đẹp qua đây. Số 1. Harry số mấy vậy? Số 1. Định mệnh qua kia, định mệnh qua kia. Trời ơi. Là số mấy? Số 2. Số 2 qua với số 2. Đúng rồi. Đúng rồi. À, hai đội. Đội số 1 và đội số 2. Bây giờ đội nào chơi trước? Số 2. Mời đội số 2. Số 1 qua bên kia. Rồi, sẵn sàng chưa? Rồi. 2 phút bắt đầu. Rồi. Quay đi. Ngược lại. Trời đất ơi. Dừng lại, Đúng không? Từ từ em. Cẩn thận, cái chừng đáng, cái giữ em ở đây, cái giữ em cái vỏ đi. Xin lỗi mọi người, xin lỗi. Đúng rồi, xin lỗi mọi người, không có chuyện gì vậy. Cái vỏ gì vậy? Đúng rồi, xin lỗi. Đúng rồi, đúng rồi, xin lỗi. Xin lỗi mà được. Xin lỗi. Ê. Cẩn thận té nha. Xin lỗi. Nguy hiểm quá. Té ra. Chạy chân á. Nhẹ thôi. Trời ơi. Bao nhiêu chạy chân? Không còn thắng gấp nữa chứ. Chồng trời ơi, trời ơi. Gì vậy? Như vậy là sau 2 phút kinh hoàng đã xảy ra, số banh mà đội năm em thu được là bao nhiêu? 2, 3. Wow. 6-3 quả. Giỏi rồi, 6-3 quả là giỏi rồi. Bị chú Thí Vinh quay quá mà. Yes. Bây giờ quay lại. Yes. Và bây giờ 2 phút kinh hoàng chuẩn bị bắt đầu. Cái gì vậy? Rách quần. Không được cản. Tôi bị tại chạy bóng á, tại chạy bóng á. Đúng rồi. Trời ơi. Hay quá anh ơi. Tiếp rồi. Ish. 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 Ish
Nó quay ở đâu vậy trời? Ok. Đổ ra ngoài. Trời ơi, mệt. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Đừng có đạp ra rớt xuống dưới. Đúng rồi. Kìa kìa, đạp ở dưới đi. Một đám luôn, một đám luôn. Đạp vô, đạp vô, đạp vô. Để đạp vô, đạp vô. Chết rồi. Chết thôi. Đạp vô, dính. Chết thôi. Vô. Đừng có chết thôi đi. Anh nhờ. Hỗn loạn. Một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Và bây giờ chúng ta cùng đếm xem có bao nhiêu quả bóng. Ổn không anh? Ổn không? Rối loạn thiền định rồi. Định mệnh, lại là định mệnh. Như vậy, rõ ràng các bạn đã thua rồi. Mời hình phạt. Cái hình phạt này vô cùng đơn giản. Sẽ có hai lượt. Lượt đầu tiên là Harry và Trương Thế Vinh. Lượt thứ hai là Lâm Vy Dạ và Trương Thế Vinh. Hai người cùng cầm cái đĩa này lên và bắt đầu xúc spaghetti. Đó, đây là món yêu thích của Harry Won nè. Xúc làm sao tìm ra được một cọng. Ví dụ hai người cùng xúc ở đây. Đó, vô tình trúng một cọng. Tìm ra được một cọng thì hai người cùng ăn cọng đó cho đến khi nó gần lại với nhau là xong. Hai người cùng trọt chứ phải một người trọt với người kia. Giải kiếm một cọng rồi kìa. Một, hai, ba. Rồi, hai đầu nút thật chậm nha. Khi ngậm được cái đầu bên đây là chặt chậm, thật chậm. Rồi, bỏ đĩa xuống nè. Bỏ lại xuống. Rồi, chậm vô. Ê, sao lại rồi? Đúng rồi. Lại đúng rồi. Em bị Đức rồi. Lại. Cuối cùng là không thấy Đức mà vẫn hết cọng mì. Ở làm gì anh sợ em có gì dân? Ở làm gì anh sợ em có gì dân? Sao không sợ? Rồi. Này chắc chơi tới sáng quá. Sao tại vì hai người không hợp tác. Sáng cũng được. Hợp tác em nghĩ là chơi tới sáng quá. Trời. Từ từ thôi. Từ từ. Một người bỏ vô miệng trước đi. Rồi đúng cho rồi. Vào miệng trước đi. Rồi tới Vinh. Người lấy cái đĩa vô. Oh my god. Ui. Ui. Rồi chịu khó một lần đi, một lần gắn bó nhau đi. Rồi, bộ phim bắt đầu. Em nghĩ là để cọng mì nó dài nó dễ hơn á. Đúng rồi, dễ hơn. Chứ tay chân rung hết trơn mà ngắn ngắn sao được. Đó. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là khi ăn kìa. Chơi luôn chứ nó. Nhắm mắt nhìn nhau, nhắm mắt. Em thấy được cái sự va chạm rồi. Đây là trò chơi mà chúng tôi gọi là tên gọi là gia đình rạn nứt. Em muốn ăn nữa. Lâm Vy Dạ có thể chơi dùng chị không? Rạn thưởng. Ai cho? Ráng lên, kèo. Ráng lên, kèo này tươi hơn. Hậu quả khôn lường lắm nha. Dạ. Không kỹ ha. Hậu quả khôn lường lắm thiệt. Bạn tụi nó ghen lắm, nó không nói cho nó ghen lắm. Thiệt. Sao anh biết? Sao anh biết? Trời ơi, anh chơi nó bao nhiêu năm mà không biết. Nó im im mà chứ có ngày nào nó ký đơn nào không hay á. Thiệt. Còn Dạ chắc chắn là kỳ này là về nhà ba ở rồi. Phát được liền nha. Ai gồ, Dạ chú cộng mà. Ai gồ. Oh my god. Được không? Em phụ cho. Em phụ không? Tao làm cho em. Em phụ không?
Ồ, trời, có đớp kìa, đớp mồi kìa. Cá là hãng đớp thịt bò nè. Đức. Đức là sai nha, đừng giữ chân là sai nha. Ồ, tươi mà, tươi mà. Tươi. Chưa, chưa, còn đang đứt là sai nha, đứt là sai. Biết rõ, còn xa lắm nha em. Còn xa lắm nha em. Dù chưa gần lắm, thì lúc mà cái đầu mà Hailey nghiêng qua và chú Vinh nghiêng lại là người ta nói rồi chết, cắn lử chết, đúng không? Không sao, cuộc chơi mà. Và bây giờ chúng ta đến phần tiếp theo trong chương trình Bảy Nụ Cười Sơn. Thì vừa rồi cậu mới đuổi cô Phương gì mà cơ trưởng 323 A321 gì đó. Dạ, dạ không có ạ. À. Cổ xin nghỉ một chuyện công ty ạ. À, để một chuyện công ty là tại vì cô không ưa cậu đúng không? Đây, anh sẽ cởi từng chiếc phút nữa cho em xem nhé. Anh sẽ cởi từng chiếc phút, một chiếc phút nữa đây. Một chiếc phút nữa đây. Thấy chưa, em thấy chưa? Chị có chấp nhận được không? Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Kính thưa quý vị thân mến, cái phần game vận động vừa rồi là phần chúng ta thoải mái. Bây giờ đến với thử thách dành cho Thuận Nguyễn, đó là thử thách lòng tiếng. Trong thử thách này thì sẽ có một người lồng tiếng cho Thu Nguyễn, đó chính là Tiến Luật. Còn tất cả những người còn lại, hãy bí mật chờ xem ai sẽ xuất hiện và gây ra áp lực khó khăn gì cho Thu Nguyễn. Được chưa, được chưa? Được chưa? Vỗ tay dành cho Thu Nguyễn. Đây. Dạ, con chào chú. Dạ thưa chú, con nghe nói là chú đăng tuyển phi công. Dạ, con là phi công trẻ. Học ở đâu? Dạ, con học ở Melbourne. Bên Úc á hả? Dạ, học bên Úc thời gian. Rồi con chuyển về Tiền Giang, con học một thời gian nữa. Con mới lên đây. À, nếu mà về Tiền Giang là tài công chứ phải phi công. Dạ đúng à, con học lái máy bay xong rồi con học tài công nữa. Tại vì nhiều khi máy bay bị trục trặc đó chú, nó bị rớt xuống biển thì mình là biết lái tàu luôn cũng đỡ, chở hành khách đi về bờ an toàn. Ê, để tôi gọi mấy cái cậu mà đội trưởng đội phi công á, tụi ra nói chuyện. Dạ, cũng cảm ơn chú. Dạ, chào chú. Em chào anh. Dạ. Cậu ngồi đi. Dạ. Hôm nay công việc ổn định chưa hả? Dạ, ổn định chú. Nghe nói cậu vừa đuổi cô cơ trưởng của 321 hả? Mặt ảnh sượng em mắc cười. Dạ, xin lỗi chú là dạ, ai mà thấy lạ quá. Phi công mới muốn xin vô đội bay của mình. Thì vừa rồi cậu mới đuổi cô Phương gì mà cơ trưởng 323 A321 gì đó. Dạ, dạ không có ạ. À. Cổ xin nghỉ cuộc chuyện công ty ạ. À, để cuộc chuyện công ty là tại vì cô không ưa cậu đúng không? Dạ, cái đó là không phải là vì công việc rồi ạ. Dạ. Rồi, ok rồi. Vậy cậu biết gì về phi công? Dạ, biết lái máy bay à. Máy bay là cần sức khỏe, bị lên cao áp suất nó thấp á. Dạ. Sức khỏe, cậu khỏe không? Dạ, khỏe, con rất khỏe. Khỏe. À? Vậy nếu bây giờ tôi kêu cậu dậy chạy vòng vòng vừa chạy vô nói chuyện được không? Dạ, được ạ. Chạy dạ, bác muốn con chạy tốc độ nào ạ? Cứ chạy bình thường, tôi hỏi tới đâu, chạy tới đó. Dạ, rồi, con chạy ạ. Chạy nè. Rồi. Chạy thướng đàn ông kìa. Rồi mình học phi công được mấy năm ở bên Úc? Dạ 4 năm mà. 4 năm bên Úc hả? Dạ. Ừ. Rồi hay quá. Ừ. Rồi mình lái máy bay nào chưa? Dạ lái rồi ạ. Máy bay bà già hay máy bay A320? Dạ máy bay trực thăng ạ. Có bệnh gì trong người không? Dạ không ạ. Không mà sao không đứng nói chuyện mà để chạy nói chuyện chi vậy? Dạ dạ, dạ tại con làm theo ý của chú. Con là phi công là người phục vụ mà chú. Ai kêu gì làm đó à. Nó phải có sức khỏe. Dạ. Vinh, thử sức khỏe của cậu đi. Dạ. Dạ mời anh bước ra. Anh cần gì? Tụi mình quýnh lộn nhau tại đây để cho chú coi có ai khỏe là người đó lái. Không, không phải quýnh lộn mà bị quánh. Là... cũng được, dạ. cũng được, không sao. À, nghe nói là
em muốn xin vô đây thì nhiều khi trên máy bay nó cũng hơi sốc thì em có chịu được những cái va chạm mạnh đồ được không? Trời, cái chuyện va chạm mạnh là chuyện bình thường mà anh. Bình thường luôn. Vậy bây giờ thử em ngồi trên ghế bên kia đi. Ví dụ như đang bay mà có cái gì nó rớt vô người mình chụp được đúng không? Dạ được chứ anh. Nhưng mà máy bay đang bay, máy bay đang giảm độ cao đột ngột. Tập trung vô lái đi. Sao vậy? Có biết lái không? Dạ biết chứ anh. Dạ biết. Dạ biết nhưng mà em hơi lo thôi anh à. Tại mình bị giảm độ cao. Đúng rồi. Vậy bây giờ nè, chấn động xảy ra nè. Giảm độ cao sao mà không tranh thủ chụp là giảm tuổi thọ luôn đó. Chuẩn bị nha. Đồ rớt nha. Khoan đây. Dạ thường thường là đồ rớt là phải có giọng của tiếp viên hàng không người ta thông báo gì đó, anh có thể thông báo cho em biết được không anh? Không, cái này tình huống khẩn cấp. Dạ nếu mà tình huống khẩn cấp thì em chỉ có một cách duy nhất là em đeo dù, em mở cửa, em nhảy trước anh ơi. Rồi, con thấy là điểm đầu tiên là không được rồi. Không được. Dạ. Không tốt lắm. Thôi được rồi, để tôi kêu con gái vô nói chuyện. Dạ. Dạ, nói chuyện với phụ nữ nó dễ nghe hơn. Dạ, con cảm ơn chú. Khó khăn quá, vậy phải cố gắng lấy điểm lần này. Con. Dạ. Uống thuốc chưa? Có nhiều loại lắm, ta muốn uống loại nào à? Uống thuốc nhức đầu á, nghe nói con trai bị nhức đầu phải không? Dạ. Có quen cậu này không? Hello. How are you? I'm fine. Thank you. And you? Ai vậy ba? Mày rảnh quá ha. À, xin tự giới thiệu với em. Anh là phong kỳ mới. À không, anh là phi công mới. Cao mét nhiêu? Dạ, 2m01 ạ. Cho nó nộ chú ơi, cái gì tướng này mà 2m01, con có 1m6 à. Mày đang chửi vô mặt tao đó hả? Không có. Mắc cười liền. Ta ngại người ta ngồi rồi còn có nói chuyện chiều cao ở đây nữa chứ biết ta lùn kì. Cởi áo khoác bên ngoài ra coi. Dạ được ạ. Wow, Mustafa. Em bình tĩnh em. Wow. Dạ được ạ. Bác cũng hít bao nhiêu cái, bình thường ở nhà cũng hít một lần là 170 cái. Dạ. Bữa nay hít cái chẳng là bỏ cái lẻ đi. Rồi, hít 100 cái cho dễ ẹt luôn bác ơi. Rồi, bác có thể đếm giùm con nha. Bác đếm chậm là bác đếm nhanh quá, con hít bác đếm không kịp đó nha. Đâu, phi công là hít nhảy lên chứ đâu có hít vậy. Trời ơi, cái chuyện hít nhảy lên là xưa rồi anh. Em hít xong rồi em lộn một vòng cho anh coi nha. Hít vậy nha. Trời dễ mà, trời ơi. Bắt đầu. Một, đập tay nè. Hai, đập tay nè. Ba, đập tay nè. Bốn, đập tay nè. Máu lên tới mặt rồi nè. Lành ít dữ nhiều nè. Rồi, cho anh hỏi em, trên trời mà nhiều khi nó chao đảo là cái não mình phải vững, đúng không? Dạ đúng. Thì bây giờ em làm giống anh đi. Đây, chống xuống đất, chụp cái lỗ tai, xong rồi quay 10 vòng, rồi đi thẳng trên cái đường này giùm anh cái. Dễ mà anh, trời dễ ẹt, có gì đâu mà khó. Không, bây giờ lấy cái bấm ở đây. Dạ, ba đợi con xíu. Dạ, thứ ba bên đây ạ. Khi mình làm phi công là mình có một cái dáng chuẩn. Đó, chuẩn phi công. Bác đã từng làm phi công rất nhiều năm. Trời ơi, bác lấy máy bay nào bác? Bác lấy Dreamliner, chuyên bay international á. Dreamliner 787 đó. Do bác lái nhiều quá, cái áp suất trên đó nó ép bác lại còn cái chừng này. Hiểu rồi, bác lái Dreamliner. Đó, tương lai của chúng ta đó em. Mà dáng bác vẫn còn ngon mà. Thì bây giờ đây, chị bên đây, chúng ta phải thử về phi công là phải có sức khỏe để còn chống chọi với nhiều điều kiện khắc nghiệt trên máy bay. Rồi con làm như hồi nãy, khi nào bác kêu dừng thì dừng, dừng xong chạy lại đá cho banh nghe chưa? Dễ mà bác. Rồi chuẩn bị. Say. Vô thế. Bắt đầu. Quay. Tại sao con dừng lại? Dạ đâu bác ơi, dễ dàng rồi bác ơi. Bình thường bác ơi. Bình thường, chuyện này rất là bình thường. Say đi. Say thì say. Làm sao làm việc? Con dễ mà, trời, làm phi công còn nhiều. Thêm một vòng nữa nè, thêm một vòng nữa nè. Và thêm một vòng nữa nè. Rồi bắt đầu nè, chuẩn bị chạy tới sút nè. Rồi. 1, 2, 3, sút. Dạ, dạ, không sao. Rồi, đứng lên liền nè, bạn ơi, đứng lên liền nè, đứng lên liền. Rồi, cái banh nè, con thấy cái banh nè. 1, 2, 3. Yo, yo, yo. Quá giỏi. Đó, phải như vậy. Năm nay bác cũng lớn tuổi rồi. Bác cũng không còn sức lực nhiều để theo nghề này nữa.
Dạ, con sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để thay vào vị trí của bác. Làm sao thay vị trí của bác? Không ai mặc vừa bộ đồ của bác đâu. Dạ, con biết à. Bác nghe nói con đang quen với con gái của bác đúng không? Ồ, trời ơi, thật ra con không muốn là dựa vào mối quan hệ để mà xin việc làm. Bác biết hai đứa rất là tay, đi nước ngoài ôm hôn nhau, chụp hình, đúng không? Ở dạ. Nước ngoài thì hôn được, tại sao Việt Nam không đứa nào hôn cho bác coi? Còn gì bằng khi một nụ hôn được chứng kiến bởi cha của một cô gái mình yêu thương. Dạ thưa bác, con làm liền đây. Bác muốn hôn thế nào ạ? À? Hãy hôn thật đắm đuối. Dạ con sẽ làm một nụ hôn kiểu Pháp. Nụ hôn của Pháp, đúng rồi, chính xác. Mời em. Em ơi, em có nhớ ở Paris không? Ở đâu anh? Ở ngay, Paris. Ngay chỗ có tháp buffet đó. Paris, ngay tháp Eiffel. Hai chúng ta đứng trên đỉnh tháp. Trời ơi, đường lên đỉnh tháp đứng hả? Con đứng trên đỉnh tháp xong con hôn nàng xong rồi con với nàng nắm tay nhảy dù xuống dưới chân tháp. Em muốn anh tới hay là em tới anh? À, ba ơi, ở đây đông người quá mà tự nhiên hai đứa con hôn vậy nó kỳ không ba? Không mấy ba với anh đi ra chỗ khác đi rồi tụi con ở đây được rồi, để cho cháu nó tự nhiên. Ba phải bay qua bên Úc đây. Hả, đi liền vậy đó hả ba? Bắt bay giờ này luôn hả bác? Giờ này giờ máy bay chuẩn bị cất cánh rồi. Dạ. Trời ơi, tướng bác mà bay là cũng bảo đảm mau tới lắm luôn á. Dạ ơi, anh ra ngoài chút nha. Tiếp đàng hoàng nha. Baby, bây giờ chỉ còn hai ta. Sao, bây giờ em muốn gì? Em muốn là anh hãy nhảy cho em xem một bài. Yeah. Cho mấy nhạc dance đi nào. Đúng cái nhạc này đó. Đó. Nè, xem đây nè. Thấy chưa, em thấy chưa? Oh my god. Ồ. Sao anh có thể đối xử với em như thế này? Anh đã yêu chị của mình em thôi mà. Ủa, đây cũng là người yêu của chị hả? Ồ. Ủa, hai bánh mèo này là gì? À, thôi thôi được rồi, anh hiểu rồi. Thôi thực sự ra là vậy, anh biết anh sai. Anh đã làm sai, làm lỗi rất nhiều với tụi em. Bây giờ anh sẽ tự đập đầu xuống sàn 3 cái để tạ lỗi. Tụi em sẽ đồng ý chứ? Không cần biết em có đồng ý hay không, đây là lỗi của anh. Anh sẽ làm đây. Nhìn nè, em nhìn nè. 1, 2, 3. Không. Tại sao không có nghe tiếng gì hết vậy? Chính anh giải thích đi. Không thể chấp nhận được. Hai con nhỏ này là ai? Một con bên Delay Airline, một con bên Sorry Airline nè. Ai vậy? Chị dạ à, em ơi à, thực sự ra hai cô gái là hai cô bạn gái bên đường của anh. Hả? Bên đường à? Chấp nhận được không? Chị có chấp nhận được không? Sao chấp nhận được? Quánh nhẹ quá vậy? Mình phải quánh vào cái này đây. Trên tôi. Muốn ở đâu? Quang, tất cả mọi người. Nếu quýnh thì từng người quýnh thôi. Đừng quýnh một lượt như vậy. À, làm sao biết tính người nào quýnh người nào không? Khoan nè em. Em à, em quýnh ở đâu em có việc nói. Anh sẽ đưa cái vật đó sát vào mặt em cho em quýnh. Ồ, oh, vậy hả? Em muốn quýnh vào cái mũi của anh. Ồ, nếu em thích. Nếu em thích, em đánh đi. Ồ, thật là đã. Đâu có, mới thử coi phải sụng thiệt hay sụng giả đó. À em ơi, nó là giả em ơi, nó là giả em ơi, nó là giả em ơi. Rồi, tới cưng. Anh là anh thương em nhất. Anh thương em nhất trong trái tim của anh. Bây giờ em không đánh nữa, bây giờ em lên gối được không? Được em, anh sẽ đứng tấn cho em lên gối. Cái chỗ nào nó ra làm hai niệm vô chỗ đó được không? Được. Được luôn đúng không? Anh sẽ đứng tấn. Bây giờ anh phải đứng đứng thấp thấp xuống để em mới lên được rồi. Em muốn thấp nữa, thấp nữa nè. Thấp nữa nè. Ủa, này có chi thú hả ta? Đó, anh đứng tấn đó. Em muốn làm gì em làm đi. Thôi, tôi thấy tôi sợ quá. Ờ, tôi sợ quá. Yeah. Là, chú giải quyết cho con đi. Cái gì hả? Chú tình tới ba. Dạ, thưa chú. À, con thực sự ra cảm thấy có lỗi với chú quá. À, lúc đầu thực sự trái tim của con dành cho em già rất nhiều. Nhưng mà trong những chuyến tập bay, con bay chung với hai cô gái này, con giữ không được mình bởi bị hai cô gái này quyến rũ con. Con xin lỗi chú. Con hy vọng chú bỏ qua cho con.
Tình yêu đâu phải đơn giản, muốn đến là đến, muốn đi là đi. Dạ. Giờ con phải làm sao hả chú? Làm sao vừa lòng họ đi, chứ chú cũng đang có chuyện buồn. Sao chú buồn vậy chú? Vì bên hãng người ta đuổi rồi. Ủa sao vậy ba? Trời ơi trời. Ủa sao kỳ vậy ba? Đi làm trẻ hoài người ta đuổi rồi. Ủa chú ơi, nếu chú không còn chức quyền gì nữa hết thì con đâu có xin được chú để mà vô trong đội bay hả chú? Thấy chưa, tôi mới thử một phép thử rồi, tôi biết cậu. Đến đây không phải là làm việc chân chính, mà vì tiền, vì những người phụ nữ này. Các con hốt hàng nó. Đúng trời rồi. Trời ơi, chết tôi rồi. Trời ơi, cái gì vậy, cái gì vậy, ơi, 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 ơi. Như vậy là Thuận Nguyễn đã vừa vượt qua cái phần mà lòng tiếng hơi căng thẳng, hơi mệt mỏi xíu đúng không? Không giúp người ta tốt hơn mà hại người ta xuống đây vượt sâu không à. Thôi bây giờ anh sẽ bù lại cho em một cái phần này rất là dễ thương, nhẹ nhàng thôi. Thịt gì đâu mà ngày nào cũng ăn thịt hoài. Ăn đi cho có chất. Con trai lớn gì đâu mà tao nói để móng giò hả? Móng nào không ấy nó cứng như trâu vậy đó. Yeah. Cái gì vậy? Thôi quá, cắt gì cắt quá, đau quá. Thôi được rồi, máu rồi, rồi, đây mày cắt nhẹ nhẹ nhẹ. Tại mắt kém quá, tao cắt gì khi nó phạm vô thịt chút xíu. Đó, ở với mẹ, mẹ cưng như trứng vậy đó. Mốt lấy vợ về rồi không biết có con nào nó có chịu ngồi cắt móng chân cho con tôi không nữa. Tự cắt thì mày lo vậy? Cắt rồi đó. Đẹp rồi ông ơi. Mày cho con ly nước mà. Đúng rồi, quên nữa, nãy giờ mẹ quên rót cho. Uống nước đồ vô. Đó. Để mắt ngẹn. Ở đây đây, mẹ vô mẹ múc thêm cho ăn. Thôi, con no lắm rồi. Cho nó khỏe. Tao mập tao khỏe, tao có sức khỏe hiểu không? Ăn vô. Mẹ ơi. Gì vậy? Hả? Bạn con á, nó giờ nó chạy mô tô hết rồi. Con chạy xe tay ga nó chê con giống con gái. Giờ chưa có bồ đồ. Buồn quá. Giờ con làm sao mẹ? Mô tô hả? Nhiêu tiền? Thì giờ xe con bán chắc được khoảng 30. Thì cái chiếc mô tô đó khoảng tầm 400 mấy 500. Cái mình bù mà chút à. Trời đất ơi con ơi, mày phải liệu cơm gắp mắm chứ con. Mày biết cái nhà này con mình tao đi làm, ba mày ở không suốt ngày, tiền đâu mà 400-500 triệu mà đổi xe cho mày. Không nhưng mà nó đẹp lắm mẹ. Con ngồi lên là con nói thiệt mẹ là chở dâu về liền. Tên con đi. Thôi không có mua, tốn tiền. Thôi đi mẹ. Mẹ. Thôi không có bị dụ ông ơi. Mẹ. Mẹ. Ui. Mẹ. Rồi. Quá, thương miên, thương miên. Nổi da gà quá. 400 triệu phải không? 350 thôi, con. 350 chứ gì.
Đó thì bây giờ là bữa giờ cũng làm ăn khó khăn, cho nên là trước mắt là mẹ chỉ mới có 150 cho mày thôi. Để mẹ ráng mẹ lo, mẹ mượn ai gom góp đủ 350 rồi mẹ đưa cho mua. Thôi bạn cũng không ráng người khác bây giờ mẹ, bây giờ thì bây giờ nói bạn bè nó đợi chút xíu đi, mẹ đủ tiền mẹ mới mua được chứ. Còn không nó có hỗ trợ vay vốn ngân hàng trả góp không mà mua trả góp. Để em qua hỏi đi. Để em đi qua ngã cái bên này. Hỏi liền đi, hỏi liền đi. Không được là cho mẹ hay nghe không. Mày xách tô cơm đi đâu vậy? Quan hỏi nó. Trời ơi, không biết ai chịu lấy nữa trời. Khổ. Dạ, giờ kiếm đâu ra tiền cho con trai mua xe đây. Mẹ có tiền mà cho con mượn đỡ 200 triệu đi. Cái gì? 200 triệu. Xong rồi con trả lại mẹ liền. Trước giờ là con chưa bao giờ con mượn tiền mẹ đúng không? Nhưng mà con uy tín, lần này là con sẽ mượn xong rồi con trả mẹ liền. Mẹ yên tâm. Con mua cái xe mô tô cho thằng Bông tội nghiệp nó. Nó không có xe đi. Đó bây giờ con mua cho nó cái xe mô tô 350. 350? Dạ. Để 200 ngàn thì có chứ 200 triệu thì không có nha. Giỡn hoài. Ba con đưa tiền cho mẹ con biết mà. Thiệt mẹ nhiều tiền lắm. Đó, ba con đưa đi. Thì ba con đưa cho mẹ biết là nó có bao nhiêu tiền thôi. Mẹ đâu có giữ tiền đâu, tiền nó nằm trong ngân hàng hết chứ. Thì giờ mẹ rút ra mẹ cho con mượn đi, con mua xe cho thằng Bông rồi con mẹ trả lại. Mẹ cũng đâu phải là mẹ đứng tên đâu, mẹ người nước ngoài làm sao đứng tên. Mẹ không có tiền. Mà con làm gì mà tự nhiên mua cho Bông nó chiếc xe vậy? Muốn mua thì kêu tự mua đi. Trời ơi, nhỏ còn đi học mà tiền đâu mà mua mẹ. Nghe mẹ nói nè. Sao? Dạ. Mình có một đứa cháu thì nó mới đầu 20 tuổi thôi. Mà nó từ nhỏ, nó từ 18 tuổi là nó biết đi làm. À, rồi nó cháu còn... mẹ hả? Đúng rồi. Ở đâu? Bên Hàn Quốc á. Nó tự đi làm xong rồi nó tự kiếm tiền, nó đóng học phí rồi nó tự làm ăn. Nhiều khi cháu mẹ nó có sức khỏe nó đi làm được. Còn mẹ nhìn đi, thằng Bông nhà mình nó yếu ớt lắm. Nó không có sức khỏe để nó đi làm. Nó không có sức khỏe mà nó cái người nó tại sao vặn vỡ như vậy được? Nó bị phù thủng đó. Phụ thủng gì? Nó bự vậy chứ người nó nước không à. Nó yếu lắm. Ôi, nó thấy tội, thấy thương lắm. Con làm gì vậy là hư con hết á. Đâu có sao, thì mai mốt lấy vợ thì nó khác. Bây giờ chưa có vợ, mình nó sống với mình phải lo cho nó. Rồi, biết rồi, không nói nữa. Nói chuyện không có được gì hết á, không có hiểu nhau. Ui. Thôi, con ba mẹ cuối cùng chốt lại có cho con mượn tiền mua xe cho con. Ôi, trời ơi, đưa tiền cái gì bây giờ 200 ngàn đồng con tôi cũng chưa có nữa mà làm sao cho mượn 200 triệu. Có 50 cũng được, 50 triệu. Cho mượn 50 triệu, bây giờ tôi nói rồi là trong túi của tôi nó bây giờ túi cũng không có nè, tiền bạc cũng không có nè, bây giờ bán tôi đi có ra tiền không? Hồi đó giờ nhiều người đồn mẹ keo lắm mà bây giờ con mới tin mẹ keo thiệt luôn á. Từ trước tới giờ trong cái nhà này chưa bao giờ mẹ bỏ ở đồng cắt bạc là mẹ mua đồ ăn cho cái nhà này ăn luôn á mẹ. Vấn đề là như vậy nè, tiền thì ba con đang giữ hết. Mẹ thì đâu có đi làm đâu, mẹ không có kiếm tiền thì mẹ ăn phận đấy. Trời ơi, con nói thiệt, bây giờ tiền mình kiếm được mình xài đi. Sống nay chết mai, mà lỡ mẹ kiếm được tiền nhiều quá ngày mai mẹ chết mẹ đâu có xài được. Mẹ hiểu không? Không hiểu hết. Không hiểu vết á. Nói tới chuyện tiền bạc là mẹ không hiểu. Không hiểu vết á. Không hiểu vết á. Mẹ. Gì? Thôi vậy thôi, mẹ không cho mượn rồi. Thôi ba đâu rồi? Ba hả? Mượn ba. Ba đi ra ngoài rồi. Ra ngoài làm gì? Nói chung là ba con á bây giờ đi ra sân bay á đón cháu của mẹ rồi. Ủa? Ủa cháu mẹ về hả? Hôm nay về nè. À, về nhà mình. Đúng rồi, về nhà mình đó. Ủa sao tự nhiên về nhà mình vậy? Thì nó kiếm được tiền nhiều quá, nó muốn du lịch này nọ thì mẹ nó là mẹ kêu đến Việt Nam rồi đó. À vậy hả? Tại. Ủa. Em tới rồi hả? Ôm cái. Trời ơi. Ôi chồng ơi nhớ quá trời. Ba ôm cái. Ôm vô cái mỏ mày bây giờ. Ba đâu thương con vậy chứ trời. Nè qua coi. Nghĩ ba. Ba. Vô đi con. Ai á? Cháu ơi.
Gì đây nè? Ồ, Imo. Ồ, anh Nhân, mời cô na, vô kìa anh trai, vô kìa anh trai, vô kìa anh trai. Imo khỏe không? Khỏe lắm. Ồ, còn nhớ Imo lắm luôn á. Trời ơi, sao mà nó càng ngày càng đẹp trai ra vậy? Dạ, tại vì bữa giờ làm tiền nhiều quá không biết để đâu hết Imo à. À, chị ra là vậy. Imo ở đây là... Con của chồng mình. À. Chồng của gì á? Ừ. Đây là dễ, con phải chào sao Imo hả? Cứ con cứ xin chào là được rồi. À, cháu của mẹ hả? Đúng rồi. Là gia giới bằng nhau. Chào chào em. Chào chào em kêu bằng em. À, anh chào, chào anh chào em hả? Không. Phải chào cô. À, chào cô. Ủa sao kỳ vậy, cháu của mẹ sao kêu cô bằng cô? Ý là mặt mày già đó. Chào thì chào mẹ ơi. Ủa sao nó Hàn Quốc mà nó biết tiếng Việt vậy? Dạ, con làm hướng dẫn viên du lịch cho người Việt ở bên Hàn Quốc. Thấy dạ. Chưa? Ô, khai, uống nước con. Dạ. Ủa cô à, ở nhà là cô làm gì cô hả? Làm mẹ. Dạ. Rồi ở Hàn Quốc con làm gì? Dạ, con nói rồi, con làm hướng dẫn viên du lịch cho người Việt. Dạ, được. Con năm nay 23. 23 dạ. Tuổi. U 23. Vẫn còn trẻ ha. Dạ. Nhỏ. Biết đáp bài không con? Dạ con biết, con biết cái gì con đá cũng được hết. À. Dạ. Ở bên Hàn Quốc thì con cũng có làm nhiều việc lắm, phải kiếm tiền lo cho gia đình con, lo cho ba mẹ con nữa. Lâu lâu con có về Việt Nam lấy lạp xưởng qua bên Hàn Quốc bán luôn. Thấy chưa? Làm nói chung là đó. Mình kinh doanh mọi thứ. Rồi mua nhà cửa xe gì có gì chưa? Dạ mua xe rồi. Ba mẹ con bộ không lo được cho con, sao con phải buông chải sớm vậy con? Dạ có lo được chứ, nhưng mà con không có cần, con muốn tự lập. Trời đất ơi. Quá. Vậy đó mà thằng cháu tôi á, mày lo cho nó hoài, mày dạy hư nó không ra. Đúng rồi. Đi nè chồng ơi, cái này nè, cái cách móng nó cũng hồi nãy có cắt móng chân cho bông luôn á. Trời ơi. Thì nó đang ngồi ăn cơm, cái tay nó bận thì con cắt móng chân cho nó có gì đâu. Thấy không? Mày nó đâu rồi? Nó đâu? Nó chạy qua nhà thằng bạn nó hỏi giá cái xe mô tô 350 triệu con định mua cho nó. Đúng rồi. Kêu... Mày nói gì? Mày nói lại coi. Định mua cho bông cái xe mô tô 350 triệu. Tiền không có mà ăn, đi mua xe mấy trăm triệu. Kéo gì đây cho tao. Ông ngoại. Ủa? Annyeonghaseyo. Lô. Nè, mặc đồ kìa. Mày mua xe gì? Hả? Mua xe gì? Ba, cháu nó còn nhỏ. Ngoại, thương ngoại thương con lắm. Làm không ra tiền nè, già cái đầu nè. Cơm thì đó, chạy tung tăng, mua xe mấy trăm triệu. Ở đâu ra tiền dư thừa vậy? Nó định mua thôi. Nhìn nhà người ta đi. Nè con nhà người ta nè, 23 tuổi nè, bán lập xưởng mà làm giàu nè. Có nhà có xe nè, lo cho cha mẹ nè. Còn bậy mày hành cha mẹ ông bà không à? Thì ngày mai kêu nó lấy lập xưởng về bán chứ có gì đâu. Ha con ha. Thì mua vé con qua Hàn Quốc, con đem kim chi đi con bán làm giàu ở đây. Nó lại đang tuổi ăn tuổi học mà bắt nó đi làm. Rồi còn đi học thôi cô. Chắc là ở lại lớp nhiều lắm mà. No, tập đã học. Chú Duyên. Cao học. Không cao tuổi là... học sao gọi cao học được. Đúng không? Nè, ông nói với con nghe, con cứ dạy hoài thì không có con gái nào mà nó đếm xỉa gì tới con đâu. Đúng không rồi có đó. Đứa nào đếm xỉa tới con đó. Ê dài dài. Ai không, nói ai ông nói. Ông ngoại ơi. Nè, ông ngoại không nói học cao học là cháu, nhưng mà con phải biết sắp xếp thời gian học để sao để đỡ đần cho cha mẹ. Và thời gian phải... có thời gian học thì cũng có thời gian đi làm việc mà. Đúng chồng rồi, ơi. Trời chứ ơi, đâu cũng... phải là suốt ngày ngày nào cũng học đâu. Bây giờ thân già rồi nè, con phải làm, con kiếm tiền, con lo cha mẹ, chứ chả lẽ con bắt cái cha mẹ con cứ ở ké nhà của ông ngoại hoài sao? Ủa rồi mốt ba chết cái nhà này của con mà ké gì? Mà sao đem ngoại nhiên la con nhiều quá? Lo cho cái tương lai của con, nhìn con nhà người ta nè. Đứng lên coi. Dạ. Đây bông cũng đứng lên. Mày coi. Mày đứng qua đây coi. Đây đứng ra đây luôn coi. Ui chà, chiều cao còn thấp. Rồi mặt cũng ngang mà. Cái gì mày cũng thua. Cái thua lớn nhất rồi. Của mày là cái định hướng và cách sống. Hiểu chưa? Nói chung là bông nó nhiều là nó chỉ có cái tuổi nó nhiều hơn thôi. Ngoài ra thua hết á. Chú à, hay là chú đừng có lo. Chú cho anh bông đi theo con đi. Con có thể giới thiệu việc làm cho anh bông được. Ở bên Hàn Quốc là con làm hướng dẫn viên du lịch, thì anh bông qua bển anh bông làm lơ xe được. Gì vậy? Thôi đi, đừng có ai nói gì con ở đó, con đẻ ra con lo cho nó được. Bông gì mà chơi ba thằng nhỏ vậy? Này đâu ra tự nhiên về đâu đây đó. Bông ơi. Đó, vẫn có người mê con mà ông ngoại. Em bông qua đây, ơi, em qua đây với anh đi con. Dạ mời con. Qua đây coi. Nhỏ đặc biệt gia đình có chuyện nó xuất hiện à. Đó có người mê con mà nói chuyện. Ừ, nó... Cháu ngồi đi, cháu. Đây là I don't be that at your
Con, Phúc ơi, đừng ăn thịt nữa con, đừng ăn thịt nó từ từ con. Đây là cháu của bà trẻ. Ôi chị chó. Bà... À. Thế. Ủa, à, bên đây là có bình thường không vậy? Đây là đứa cháu hàng xóm. Nó đẹp, nó xinh, nó không có bị gì hết trơn, chỉ có thiếu chút não thôi. Tức ghê. Ok. Đó, thấy chưa? Bây giờ đó, mày không còn gì hết, mày cuộc đời mày mất tất cả rồi. Đi vô ngủ, cho mấy đứa trẻ tâm sự đi. Chán thiệt cái gia đình. Ủa vậy, tối nay con ở đâu? Hả? Tối nay, vô phòng của anh Bông ngủ. Dạ. Ủa rồi, rồi Bông nó ngủ đâu ba? Phòng khách. Gì trời vậy? Ba! Trời ơi, không có được ba ngủ phòng khách, ngủ chăn thằng nhỏ, ba ơi, ba! À, anh chào em. Em chào anh. Ủa em có thể nói chuyện bình thường được không? Em nói gì chứ? Giờ tôi biết lòng cô rồi nha. Ồ, anh ghen hả? Từ trước đến giờ tôi không bao giờ tôi sai nha. Ôi, anh biết ghen rồi kìa, trời ơi, bữa nay tôi thấy tôi có giá quá. Anh ơi, anh ghen với em thiệt hả? Thôi, không nói nhiều. À, thôi hai người đi chơi rồi đi, uống cà phê đi. Ở đây chi? Anh... Hả? Cuộc hẹn gặp nhau lần đầu tiên hả? Thì có thể cho em được mời anh một ly cà phê được không? Anh hơi lo cho tương lai của anh nhưng mà không sao, anh đi luôn. Đi. Chết mày à con. Chết mày à con. Làm gì mặt đó? Nhìn vô mẹ chứ. Cái gì do mẹ? Do mẹ là do mẹ cưng chiều mày quá đó. Thì con nói mày đừng có cưng con, ai mà mẹ cưng con. Giờ hôm nay con bị làm nhục mày thấy không? À cái thằng này. Mày nói mẹ mày vậy hả? Bây giờ tao thương mày mà mày cũng nói tao nữa hả? Nói giờ mày làm nhục giờ sao? Mày con ruột mẹ. Mẹ phải thương mày, mẹ cưng chiều mày như vậy. Chứ mày thử mày con ngoài đường người ta ở không tao cưng chiều mày hả? Cho bây giờ tao cũng nhục chứ một mình mày nhục à? Bây giờ sao? Lỗi chuyện này là tại con đó. Sao tại con? Tại con hư hỏng quá à. Con hư đâu, con làm đi chăng mẹ nói con hư. Con nói đi làm mẹ cũng không cho để mẹ lo. Đúng không? Học đi, học đi, học đi. Vợ. Vợ gì? Thấy con cái người ta không? Nó bán lạc xưởng không mà nó giàu đó. Chắc bỏ nhà đi nơi khác quá. Ở nhà gì mà toàn bị làm nhục quá. Cái gì vậy mà... con? Thôi. Trời ơi, mệt quá à. Con với cái nói một tiếng là bỏ đi à. Cái gì? Bước ra đây, nhanh lên, bước ra đây. Ba. Bị làm nhục đủ không ngoại? Bước ra đây, nằm xuống, ba. Nhanh lên. Nằm xuống nhanh lên. Ngoại. Nhanh, mất thời gian lắm. Ba, đừng có đánh cháu nó tội nghiệp mà ba. Nè, bao nhiêu tuổi rồi, hiểu không? Hả? Mà con đi. Ê, ba, đừng có đánh mà ba. Hả? Học cũng dở, làm ăn thì không biết làm, suốt ngày dòi dữ. Xỉu. Bao nhiêu tuổi đầu rồi, thấy con nhà người ta chưa? Từ... Tại mẹ con không cho con đi làm chứ bộ. Cãi nữa hả? À, người lớn nói mà cãi hả? Từ ngày hôm nay phải sống khác đi nghe chưa? Chứ cái sống cái kiểu đó không đáng mặt sống nghe chưa? Đứng lên. Trời, đứng lên ghế ngồi nghe không? Ôi đây mày ẩm, đây mày ẩm. Đặt ông nhanh nhẹn lên xíu. Đây mày ẩm lên. Khỏi ẩm. Nằm xuống. Nằm xuống. Ủa ba đánh nó rồi, ba bắt nó nè. À con. Nằm xuống. Thôi nằm đại đi, ngoại là. Bao nhiêu tuổi đầu, có chồng có con rồi, dạy con hư hỏng. Con hư là tại mẹ, cái điều tốt thì không dạy nó, mà cái điều xấu. Không phải con. Cưng chịu nó phải đúng, con mà ai không thương. Tại con có đứa. Bao nhiêu tiền chiếc xe đó mà đòi mua? Hả? Thấy con nhà người ta chưa? Được giáo dục tử tế thì con sẽ thành tử tế. Còn giáo dục sai là nhân cách sai. Từ ngày hôm nay phải sống khác đi. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Sống cái kiểu đó thì con dạ. Cái ứng xử hết. Dạ được rồi ba ơi, con hiểu rồi, con biết lỗi của con rồi ba. Dạ con hứa từ nay về sau con sẽ không có cưng chiều con như vậy nữa. Dạ. Xin lỗi ông ngoại, từ nay sắp tới con sẽ thay đổi mà.
tao cũng sai khi tao đẻ ra mày. Thôi mà ba. Chứ bây giờ mẹ lớn như vậy mà ông ngoại còn đánh mẹ đó là tại con đó. Ông ngoại nhẹ thôi, con quýt ngon mới mạnh nè. Giờ đi không nổi. Nhẹ con khỉ gì, tại con hết đó. Tại mẹ. Tại con. À, tại mẹ. Tại con. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đóng Tay Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với chương trình 7 nụ cười. Từ cái tán này thì khác chị nha. À, lúc mà tụi tôi học trò, nhỏ đi học á thì thì có hôn nhau rồi. Cái gì? Hôn nhau rồi hả? Đừng giỡn với tôi. Đụng tới vợ của tôi là oh smash lips mình trà liền nha. Ok. Nguyên dòng họ em đè cao ra bẻ răng, không còn thế nào hết trơn hết rồi. Em biết anh xấu như vậy thàm để anh chết luôn, không cứu luôn cái thiệt á. Rồi bây giờ em còn tìm ba, em chê ca, em phỉ bán như mặt ca. What's my name, what's my name? Say it louder. What's my name, what's my name? Feel the power. Đâu?